Thật diệu kỳ, sau ca mổ tại FV, tôi lại được bước đi, được ngắm nhìn thế giới, được nắm lấy bàn tay lành lặn của con tôi. Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị tối tân, an toàn tối đa, chất lượng đến từng chi tiết. Bệnh viện FV, tâm huyết trong từng ca mổ.